Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của chúng mình. Và để tiếp nối những màn tấu hài không thể nào mà đỡ được từ kỳ trước. Nào các dân chơi, chúng ta cùng bắt đầu nào. Vợ mày chả con, mẹ như nó đã làm thang rồi mà vặt mãi nó không xong. Rồi, ba nhìn quần tôi xem, nó tụt xuống đến đâu rồi, trời ơi là trời. Đi trộm vặt mà bị tụt mất quần, ôi trời ơi, nghĩ nó chán. Ui giời, trông cái dáng chơi gôn chuyên nghiệp ra phết chứ nhỉ. Đánh cho anh xem cái nào. Ui giời, ui giời, ui giời ơi. Bóng ở kia cơ mà. Người bay đi đâu trời. Cô em xinh tươi ơi. Vâng, chả là có cái tết thả ga, ăn uống hơi bị Nguyễn Thị nhiều. Đấy, quý vị và các bạn thân mến, hãy xem cái thành quả gọi là bánh chưng, giò chả, thịt gà, rồi là các kiểu con đà điểu của em. Nhớ trong đây hết. Nghe thấy âm gì chưa? Ý giời. Ôi ôi ôi, văn nghệ tập thể à. Dàn sao ở trông cũng ra gì phết đi chứ nhỉ. Uỳnh 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 uỳnh. Mang sân người ta để trượt tuyết thế. Làm ơn lấy cái địa điểm khác mà quay top top nhá. Cho ngã cái cho nó chửa. Nhớ cái mặt bọn này đấy. À, xin hỏi là người chiến thắng của cuộc thi đang ở đâu nhỉ? Này, ra nhận quà đây em ơi. Đấy, nhanh há cái mồm đi, mỏi tay lắm rồi đây này. Úi trời, sướng chưa? Đấy, một cảm giác thì rất chi là the mát, sảng khoái là toàn thân. Ý, nó bảo mày là nhảy xuống bơi đi. Nhanh lên, không cần phải ra dấu làm cái gì cả. Đấy, cứ thích làm màu làm cái gì. Rồi, luôn, bang 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 bang. Úi trời ơi, em thấy tim anh như đóng băng lại. Vì anh đã vô tâm người ơi. Rồi, bê cái túi lên. Tiên sư cái thằng chủ nhà cho uống cái rượu quái gì đấy nhỉ? Ngay rời đường đâu rồi? Quay cuồng thế là ngã luôn. Bấm, bỏng, ôi trời, chúng mày đền bù cho tao mau lên. Ướt bố nó hết cả cái bộ đồ cái trăm củ vừa mới tậu đây này. Ờ, cái thằng cha này, từ đâu mà muốn chui ra lại còn định vượt ra thế à? Này, thích vượt này, ngon thì vào đây phát nữa đi nè. Này, này làm sao? Đứng yên ở đấy để ông cho mày thêm một cú hút nữa cho mày vỡ luôn cái bộ ấm chén này. Tàn một đời chuối mà nhũn nhùn nhùn ba ba đầy cà nhá. Rồi rồi, nhìn cái dáng xuống thuyền là thấy có biến rồi. Này, thằng kia giữ chắc cái thuyền mà không nó lật bây giờ. Ôi trời ơi, hai anh em lên đường trông gian nan thế nhở. Ôi trời, cần bao nhiêu lâu để nó lật? Cho một con số đi để các dân chơi vào còn đặt cửa cho nào. Ôi trời ơi, nhìn nó hấp phở lắm. 2, 3, nhảy. Rồi, một bước xong. 2 bước, 3 bước. Ôi ôi trời ơi, ngã ngốn. Không sao, nhưng không ai nhìn thấy cả. Nào, phát cuối nào. Dô ta nhảy tom tom tom. Má nhờ nó gục ngã trước cửa thiên đình. Đau đớn chưa chi lị. Ai rồi ôi. Có người sập bẫy rồi bà con ơi. Dưới hố sâu ấy là có thấy bầu trời xanh không hả cô em? Này, có biết tắc răng không? Này, anh đây chứ ai? Nhìn đây này, đây đây. Ai già, ngã, ngã. Ôi trời, ma là cái cây này. Thằng này nó lại mắc dại. Nó bôi dầu vào đầu thế đi. Trơn thế chứ lại. Anh đi dây chơi cái quả nhạc chiến thế chứ lại. Các con vợ nhảy tung hết cả nóc lên xem nào. Thôi xong. Thằng cha này là trước khi nó đến làm, có khi nó phải chơi một chút hàng họ rồi. Ôi trời ơi, sao mà trông nó bay thế chứ lị. Tôi đề nghị là tổ công tác là vào kiểm tra ngay vừa luôn. Bây giờ trời mát thế này là phải đi bơi cho cuộc đời nó bớt nhạt nhẽo. Thôi nó nhảy một phát đi cho nó oai. Thể hiện là nhà mình có điều kiện. Nào, oai cha, cái gì bụp bụp. Trời ơi, tiến sư nó đau thế chứ lị. Mua ngay phải cái hàng gọi là Shopee rồi. Người ta bảo là sướng quá, quên luôn cả lối về là đúng rồi. Vâng, ngã chưa? Úi trời ơi, sướng cái người. Đã quá là Pepsi ơi. Rồi, xe ra cho đại ca lấy đà. Đứng gần là ăn một cước vào mồm bây giờ. Nhìn cho kỹ đây này. Hay da, bịch. Úi trời ơi, phá kỷ lục rồi. Dậy, dậy mà xem đi này. Úi trời ơi, quay quay. Rồi, 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 trả nó về trái đất đi. Thế đây là đâu? Sao tất cả nó lại cứ quay cuồng thế này? Rồi, thật quá mệt mỏi rồi, nó dẹp luôn con bà mẹ nó game đi. Chú rể hạnh phúc khi cưới được cô dâu cứ gọi là hiền con bà chịu và lết con bà la. Vâng, nết na cỡ này nhá. Úi trời, gớm thì nhà anh cười cứ gọi là không nhặt được cái bộ nhá luôn. Bà cứ yên tâm, tin với tôi chứ định dằm ba cái chèo thuyền kiểu này nhắm mắt tôi cũng đi qua. Ôi 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 ôi, ôi trời ơi, say sóng. Ngã.
niềm tin đã mất. Giọt nước mắt của bà bây giờ đã chìm sâu. Ông có thể nói ông tin vào cái tài năng lái thuyền của tôi là sẽ không bị lật không ạ? 2, 3, lên. Đây, chiến thắng bằng sức mạnh tình bạn. Tùm tùm. Rồi, lật luôn rồi. Sao ơi, tránh xa cái mặt thằng này ra nhá. Không thể nào mà anh em trên bên dưới thuyền với cái thằng này được. Này, đi xuống nước mà chơi nhá. Định nhảy cái kiểu mắt dậy đi hả bây? Nhảy cầu đi bà con ơi. 1, 2, 3 nhảy. Ôi dồi ôi, cô em nhảy kiểu này thì hỏng hết bánh kẹo. Ok, phê quá đê. Cùng lướt với tôi nào anh em ơi. Thằng nào mà không được chơi thằng đấy thiệt. Ăn từ từ thôi cái ông này. Xấu hết cả mặt tôi bây giờ. Ôi trời má ơi. Thì hóa ra cái thằng cha này là nó diễn ảo thuật à. Ở kìa chuối. Mang nó không biết cái khu này nó tiệc tùng cái gì mà rác thải nó bày cả đống thế này. Ôi, nghĩ đời nó bạc tật ý. Ôi giời, trượt chân rồi bác. Ôi trời, xong phim. Bao nhiêu công sức dọn dẹp của tôi. Này, bắt đền cái người đấy. Làm đôi quả tạ cho nó hoành tráng nhở. Nào, nâng tạ nào. 2, 3 nào. Thôi, bà đi ngủ đi cho cả họ nó được nhờ. Dài tất đen tất trắng, rất chi là phong con bà cách. Đang chờ đợi cái gì đây? Vô luôn. Cú lừa. Ôi giời, mặt thộn ra làm gì. Lấy hàng nhanh lên đi người nhà quê. Ôi giời ơi, làm ơn cho tao giấc ngủ yên đi được không? Má nó chứ, cái thằng khốn nạn kia rồi mày cậy mày làm ma. Mà tao sợ mày à, đứng lại trả lại giấc mộng đẹp cho tao đây. Bao nhiêu công bà nuôi mày ăn ngủ, to béo múc hết cả người vào. Thế mà mày chỉ thích phá thôi rồi, tốn cơm của bà quá. Mới mọc ra cái bộ môn đu dây này trông bá đạo ra phết đi chứ nhỉ. Xem nhá, nhìn cho kỹ vào đây này. Úi trời. Ôi trời, lỗi. Ôi giời, cái gì, mẹ cái thằng cha này nó giấm đài rồi. Báo bảo vệ đi. Khung cảnh đỗ xe là bình yên phết đó chứ nhỉ. Thế thì phải phá thôi. Thế chúng mày đâu, biết hiệu ứng Dimino không? Xem thế này. Quái cha. Hay. Úi trời, đổ hết luôn rồi. Ăn điểm tuyệt đối luôn rồi. Vô tình ta chạm mắt nhau. Thẹn thùng không nói nên câu nói nào. Ui giời, mà cái tiên sư đó, ông đang lãng mạn mà lại đi đẩy ông ngã sấp cả cái mặt như thế à? Dẹp, không có tình yêu mới chả tình đương gì cả nhé. Quả thăng bằng hay là chết đấy. Khinh công là cái da gì phết ý. Ơ kìa, ui giời ơi, còn một khúc nữa thôi mà. Ui giời, tăng buồn luôn. Ui giời, dịch vụ tắm bùn dạo này hơi bị phổ biến đấy nhá. Vâng, vừa rồi là những màn tấu hài không thể nào đỡ nổi của các chân chơi thời thượng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu thấy video hấp dẫn thì đừng quên like và subscribe để ủng hộ kênh các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.